Hiếu Nghĩa và Hồng Loan kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả những thông tin mua sắm, ẩm thực hấp dẫn. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận với các sản phẩm chất lượng, đặc biệt là những mặt hàng thực phẩm, thì mới đây, nhiều cửa hàng Co-op Food đã được khai trương tại thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng Co-op Food Thăng Long mới được khai trương tọa lạc tại địa chỉ số 34 Thăng Long, quận Tân Bình, là thành viên thứ 242 của chuỗi Co-op Food với hàng trăm sản phẩm đa dạng ở các ngành hàng, từ rau củ quả, thịt cá tươi sống cho đến các loại thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm và đồ gia dụng. Trong thời gian khai trương, rất nhiều sản phẩm tại đây được giảm giá đến 49%. Đặc biệt từ nay cho đến ngày 13 tháng 7, với tổng giá trị các hóa đơn cộng gộp từ 1 triệu 500 ngàn đồng trở lên, trong đó có 200 ngàn đồng mua các sản phẩm hàng nhãn riêng Co-op Mart, quý khán giả sẽ nhận được một phần quà giá trị. Ngoài ra, các nhãn hàng như Unilever cũng sẽ gửi tặng khách hàng những sản phẩm hữu ích trong gia đình. Cùng với đó, cửa hàng Co-op Food tại địa chỉ số 387 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú và cửa hàng Co-op Food Savimex tại địa chỉ khu phố 3, quận Phú Thuận, quận 7 mới được khai trương, hứa hẹn sẽ là nơi mua sắm tiện lợi và đáng tin cậy của người dân trong khu vực. Thưa quý vị, mãng cầu Na Thái có mùi thơm, ít hạt và ngọt đậm nên được người tiêu dùng ưa chuộng, dùng trong các món ăn chơi, làm sinh tố hoặc thậm chí là một nguyên liệu cho món gỏi mới lạ. Nếu như trước đây, người dân chỉ có thể mua sản phẩm này qua đường xách tay hoặc nhập khẩu thì nay, các nhà vườn miền Tây đã có thể cung ứng cho thị trường sản phẩm mãng cầu Na là giống Thái với chất lượng không thua kém. Trái mãng cầu ta là giống Thái Lan có vị ngọt đậm đà, thịt trắng dai và ít hạt nên rất được người dân ưa chuộng. Loại Na Thái này rất to trái, mỗi trái trung bình từ 6 đến 700 gram nên ngoài việc thưởng thức, trái cây này còn thường được người dân mua làm quà biếu và tặng. Trái mãng cầu Na chứa rất nhiều dinh dưỡng từ vitamin C, B6, chất xơ, magie, kali và các khoáng chất khác, có lợi cho tiêu hóa, tốt cho não bộ và phòng ngừa bệnh ung thư. Đây cũng là nguồn thức ăn có tác dụng giảm mệt mỏi, cải thiện hiện trạng cung cấp máu cho cơ thể. Quý khán giả có dịp đến với huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre có thể tìm mua loại trái cây tươi ngon này ngay tại vườn với giá bán mỗi kg từ 50 đến 60 ngàn đồng. Thưa quý vị, hiện nay, ngày càng nhiều nhà sản xuất, nhà vườn đang quan tâm đến chất lượng sản phẩm đầu ra, tạo giá trị khác biệt cho sản phẩm nhằm thu hút người tiêu dùng. Tiếp theo chương trình, Mua gì ở đâu sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một địa chỉ chăn nuôi theo quy trình khép kín. Và đặc biệt ở đây, chủ trang trại này còn cho gà nghe nhạc để tăng chất lượng thịt và trứng. Trang trại nuôi gà khép kín của anh Phan Thanh Cẩn ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng trên khuôn viên rộng gần 10.000 m2 với vốn đầu tư 3 tỷ đồng. Bên trong hai khu chuồng, mỗi khu chuồng có diện tích 1.000 m2 được đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, từ hệ thống làm mát, quạt gió giúp môi trường bên trong luôn thoáng khí và giữ cho nhiệt độ luôn ổn định, đến máng nước uống tự động cùng hệ thống loa nghe nhạc giúp đàn gà thả nuôi trong trang trại ít bị dịch bệnh, sinh trưởng khỏe và tăng trọng nhanh. Những con gà ở đây khi xuất chuồng đạt trọng lượng từ 1,5 đến 1,7 kg một con. Ngoài chất lượng, gà tại đây được chăn nuôi khép kín nên an toàn với dịch bệnh. Quý vị thân mến, hẳn là ai cũng đã rất quen thuộc với các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Đây cũng là đơn vị sở hữu trang trại bò sữa tiêu chuẩn hữu cơ organic châu Âu đầu tiên tại Việt Nam của chúng ta. Và để hiểu rõ hơn sữa tươi hữu cơ là gì, được sản xuất theo quy trình như thế nào, hôm nay chương trình Mua gì ở đâu xin mời quý vị cùng theo chân ekip thực hiện chương trình tham quan trang trại bò sữa organic của Vinamilk tại tỉnh Lâm Đồng. Ở trang trại Vinamilk Organic này thì Thủy Tiên cảm thấy rất là tuyệt vời luôn quý vị. Không khí ở đây thì thanh mát dễ chịu nè. Rồi khung cảnh ở đây như quý vị thấy, đằng kia có một cái cối xay gió rất là to. Đồng cỏ thì bao la bát ngát và xanh mướt luôn. Đằng kia cũng có những chú bò rất là dễ thương quý vị ơi. Bây giờ chúng ta cùng qua xem những đàn bò như thế nào nhé. Mọi người ơi, thực sự đây là lần đầu tiên mà Thủy Tiên tận mắt nhìn thấy bò sữa đó. Rất là thú vị luôn quý vị. Và chắc là để ra một cái dòng sữa
ngon như vậy thì phải qua một quy trình sản xuất rất là công phu và nghiêm ngặt lúc nào. Vì vậy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện với anh Chu Đức Toàn, là giám đốc của Vinamilk Organic tại Lâm Đồng. Dạ em chào anh, em là Thủy Tiên. Dạ, chào Thủy Tiên. Dạ, anh ơi, anh cho em hỏi là ở đây mình có khoảng bao nhiêu con bò vậy ạ? Trang trại mình là trang trại Vinamilk Organic đầu tiên của Việt Nam cũng như là khu vực Đông Nam Á. Với dự án đầu tiên thì trang trại là có 500 con. Trong đó là 250 con vắt sữa. Vậy cái quy trình mà mình chăm sóc và mình sản xuất ra sữa organic thì nó sẽ diễn ra như thế nào ạ? Đối với tiêu chuẩn hữu cơ á, thì mang tiêu chuẩn 3.0 thì đầu tiên á, là thức ăn của nó là phải đảm bảo tuyệt đối sạch, không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không được sử dụng phân bón hóa học, mà mình chỉ có tận dụng cái nguồn phân hiện hữu của trang trại mình tái sử dụng. Về điều kiện chăm sóc thì bò organic là theo tiêu chuẩn 3.0, trong đó có tiêu chuẩn là không dư lượng thuốc kháng sinh. Thì ở đây là trang trại có trồng một vườn thuốc nam để phục vụ đó là chăm sóc những con bò. Ở đây là mình có khoảng bao nhiêu cây thuốc anh ha? Hiện tại mình đang có 20 loại cây thuốc và phục vụ chủ yếu đó là sức đề kháng cũng như là thanh nhiệt giải độc cho con bò. Để mà bò đạt được năng suất cao á, thì nó đánh giá tức là bò lúc đó rất là hạnh phúc. Hạnh phúc ở chỗ đầu tiên là thoải mái trong cái hành vi, trong cái hoạt động hàng ngày, được ăn, được tự do ra đồng cỏ chơi, rồi trong chuồng thì được có hệ thống tắm mát theo hoạt động tự động, có nệm nằm, có giọt phân tự động. Hệ thống nhạc thì mình gắn ở trên dàn vắt sữa, để khi những con bò này lên vắt sữa thì sẽ được thư giãn thoải mái ở trên dàn vắt sữa. Bạn thấy là trong một trang trại rộng lớn như vậy nhưng mà về nhân sự thì rất là ít, hầu như mình không thấy về cái công nhân viên. Lý do là trang trại đã hoạt động tự động để cho bò nó có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tài ơi, em được biết là trang trại của mình là đạt chuẩn organic của châu Âu. Vậy thì cái môi trường mà mình tái tạo những cái chất hữu cơ hay là những cái nguyên vật liệu ở đây như thế nào hả anh? Đầu tiên là mình sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, tiết kiệm được điện năng sử dụng hàng ngày, giảm lượng khí thải CO2 ra môi trường, giảm hiệu ứng nhà kính, tức là bảo vệ môi trường. Tiếp theo nữa là trang trại sử dụng hệ thống biogas xử lý nước thải. Nước thải của bò bê được tách xác ra riêng và nước ra riêng, nước sẽ được xử lý biogas và giảm hầu hết là lượng BOD, COD, sau đó được xử lý qua các bể lọc, đảm bảo là nước khi thải ra môi trường đạt theo tiêu chuẩn của nhà nước. Và hệ thống phân ở đây thì được tái sử dụng hoàn toàn, không sử dụng các chất từ bên ngoài và mình chỉ sử dụng nội bộ trong trang trại. Trang trại Organic Vinamilk Lâm Đồng được đánh giá đã đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt của châu Âu và trở thành trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. Dựa trên các quy tắc cơ bản và tuân thủ chặt chẽ hệ tiêu chuẩn EU, trang trại bò sữa organic được xây dựng và vận hành với một số điểm khác biệt về việc lựa chọn con giống và chăm sóc bò sữa. Với thiết kế của trang trại Organic Vinamilk, đàn bò hoàn toàn được tự do lựa chọn cho việc ra đồng cỏ, sân chơi khi điều kiện thời tiết thuận lợi, và thức ăn của bò hoàn toàn hữu cơ để cho ra dòng sữa đáp ứng đúng tiêu chuẩn. Thì hiện tại Thủy Tiên đang đứng kế bên chị Quỳnh Anh là nhân viên của nông trại. Và chị Quỳnh Anh ơi, không biết là hiện tại thì mình đang chuẩn bị làm gì hả chị? Mình đang chuẩn bị là vắt sữa bò. Sữa bò. Vậy thì mình khi mình vắt sữa như vậy thì mình sẽ ở những cái khung giờ như thế nào hả chị? Mình vắt sữa thành 3 phiên, sáng, trưa và tối. Và một ngày thì một con bò nó sẽ cho bao nhiêu lít sữa? Tầm khoảng 20 lít sữa trên ngày cho 3 phiên vắt. Vậy trước khi mà mình vắt sữa bò như vậy thì mình có phải làm những công đoạn nào không hả chị? Trước khi bò được vô vắt sữa thì bò mình là được ăn uống nghỉ ngơi trong chuồng, sau đó thì bò sẽ được đưa lên trên dàn vắt sữa và mình được tắm mát. Sau đó thì mình sẽ mở cửa và bò sẽ tự động thoải mái và đi vô trong dàn vắt. Trước khi chuẩn bị vắt sữa thì mình các thao tác giống như là vệ sinh đầu vú rồi sát trùng đầu vú. Thank you.
Katie đã có những trải nghiệm rất thú vị khi đến với nông trại organic của công ty sữa Việt Nam. Từ những nông trại như thế này mà chúng ta sẽ có những dòng sữa tươi ngon, ngọt lành được đến với biết bao nhiêu gia đình và trẻ em Việt Nam. Ngoài ra thì đây sẽ là một địa điểm vô cùng lý tưởng dành cho những ai đến với thành phố Đà Lạt sương mù. Bây giờ thì Thủy Tiên phải nói lời tạm biệt đến tất cả quý vị rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong những trải nghiệm lần sau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình mua dĩa đầu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Và đừng quên tham gia chương trình mini game với phần thưởng là những đôi giày BTS Hunter giá trị đang diễn ra. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 6 giờ sáng mai cùng trên kênh HTV7.